bà con nhá, bà con không nên mua cái anten loại này nhá, theo quảng cáo của các nhà sản xuất này, những cái anten này mà bắt được nhiều kênh ABC thì đấy nhiều lắm, thì các bà con đừng tin nhá, vì mình đến nhà khách hàng nào cũng thấy đang có cái anten này để ở đấy mà vứt xó rồi. Vào đây mình thấy khách hàng mua là 300 mấy này. Quảng cáo thì rất là hay này. Đấy, hãng này cũng thông cảm là mình phải làm video vì rất nhiều người bị lừa nhá. Đây, nó quảng cáo rất là tuyệt vời luôn đấy. Những cái anten mà ngắn và nhỏ ấy, thì hiện tại là cũng chưa thể nào mà dùng được đâu nhá. Đài truyền hình Việt Nam chưa thể, cái công nghệ sóng nó chưa thể thu được những cái anten như thế này. Vì công nghệ T2 ấy, nó là tần số cao. Mà tần số cao thì suy hao càng lớn. Cho nên là tần số cao và mọi người thấy rằng là nó chỉ cần khuất một tí là nó bắt không tốt đâu. Đấy. Nên mọi người đừng mua cái anten này nhá. Anten này quảng cáo rất là hay nhưng mà không bắt được đâu. Hôm nào mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người tại sao anten này không bắt được. Với điều kiện những anten này bắt được hay không, mọi người phải dùng ở tầng 5, tầng 7, tầng 11 có khu vực thoáng, dân cư gần trung tâm các đài phát sóng. Nha. Ví dụ như gần Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trung tâm của tỉnh thì nó có cái trạm mà phát thì nó sẽ bắt được. Đây. Phải là ở chung cư cao tầng ấy mà phải thoáng nhá thì mới bắt được ấy. Còn nếu mà ở nhà dân bình thường, 90% là người dân Việt Nam là ở những cái nhà dân bình thường ấy, kể cả trong giữa Hà Nội luôn cũng sẽ không bắt được ấy. Trong giữa Hà Nội cũng không bắt được nhá, bởi vì giữa Hà Nội nó cũng không phải là cao thì cột phát sóng nó vẫn khuất. Đấy. Nhiều nhà ở Hà Nội cũng không bắt được nha, mọi người lưu ý là như thế. Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt được nhưng với điều kiện là phải cao tầng thì sẽ bắt được. Rồi. Ai đã từng dính cái trường hợp này rồi thì comment để mình biết xem là có bao nhiêu người bị lừa nhá. Mình thấy rất là nhiều. Lưu ý là chỉ dùng được từ tầng 4, tầng 5, tầng 6 khu vực thoáng gần trung tâm Hà Nội. Còn những nhà mà dùng ở trong Hà Nội luôn cũng không xem được. Còn là các khu dân cư thoáng cũng không xem được nhá. Dân cư thoáng thì phải ở tầng 5, tầng 7. Mà đã là ở quê thì làm gì có tầng 5, tầng 7 đâu. Hầu như là chỉ tầng 1, tầng 2 thì cũng bắt được đâu. Rồi, cảm ơn mọi người nhá.